Xin chào tất cả quý khách hàng đang theo dõi kênh Bất Động Sản Nhà Tốt, Nhà Đất Hà Nội. Hôm nay Ngọc Ánh xin trân trọng gửi tới quý vị một dự án rất là mới, 2 căn đây mọi người ơi, vừa mới hoàn thiện xong chỉn chu, chỉ việc dọn đồ về và ở ngay. Với 2 căn nhà này, vị trí của nó là thuộc phường Phú Lương, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, xung quanh ngập tràn tiện ích quý vị ạ. Với 2 căn nhà này thì cái vị trí của nó rất là gần với lại khu đô thị Thanh Hà, rất là gần với khu đô thị Phú Cường, rất là gần với chợ Xóm, gần với lại trục đường quốc lộ 21B đi ra cái trục đường ngã ba Ba La đi lên Thanh Xuân, Hà Đông, vô cùng gần mọi người ạ. Xung quanh ngập tràn tiện ích, chợ dân sinh, trường mầm non, tiểu học cấp 1, cấp 2 gần như ngay bên cạnh nhà mọi người ơi. Đây quý vị có thể nhìn thấy 2 căn nhà sừng sững rất là đẹp, hoàn thiện xong xuôi chỉn chu. Hướng nhà là hướng Tây Bắc, diện tích 32m², thiết kế và xây dựng là 4 tầng. Với căn nhà này, ngõ trước nhà đây quý vị nha, ngõ trước nhà 2m2, cách với trục đường ô tô là 50m quý vị ạ. Mời mọi người theo em vào vị trí cụ thể của ngôi nhà. Đây là ngõ trước nhà. Với cái căn nhà này gần như đã hoàn thiện xong xuôi, chỉ việc dọn đồ về và ở thôi quý vị nha. Với cái thiết kế rất là đẹp, rất là chỉn chu. Phần hoàn thiện mặt ngoài là toàn bộ là được ốp đá granite, và phía cửa chính của ngôi nhà là được thiết kế cửa gỗ lim mọi người nha. Gỗ lim luôn ấy, Ngọc Ánh nhấn mạnh lại vậy. Với căn nhà này, giá chào bán là 2 tỷ 150 triệu đồng, bao toàn bộ phí thuế sang tên, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với quý vị nào có nhu cầu. Và với cái căn nhà này quý vị phải chi trả trước khoảng tầm 700 triệu đồng thôi, là phần còn lại ngân hàng sẽ hỗ trợ được mọi người. Vay trong vòng tối đa là 25 năm, tối thiểu là 3 năm nha quý vị. Ngoài hiện tại đang đứng ở đây là phần phòng khách của ngôi nhà, quý vị có thể nhìn thấy không ạ, rất là đẹp. Với cái phần hoàn thiện chỉn chu này thì nếu như để mà nói ở trên kênh của Ngoài thì đây là một căn chủ đầu tư rất là chi tiết và tỉ mỉ nha quý vị. Toàn bộ phòng khách của ngôi nhà là được ốp nhựa PVC mọi người ạ, vân đá mọi người nha, mọi người có thể nhìn thấy luôn này, rất là đẹp đúng không ạ. Căn nhà thì diện tích 32m², gạch lát nền kích thước gạch 60-60, với hoàn thiện gần như chỉn chu, dọn đồ về ở được ngay. Vị trí đi lại giao thông vô cùng thuận tiện, tiện ích sinh hoạt thì ngập tràn xung quanh mọi người ơi. Và với cái phần phòng khách này thì có một cái vách CNC ở đây để ngăn cách giữa phần cầu thang và phần phòng khách quý vị ạ. Đấy, rất là đẹp. Hệ thống trần thạch cao, hệ thống đèn LED chiếu sáng tiết kiệm điện đều được lắp đặt đầy đủ rồi. Với căn nhà này thì hồ sơ điện, hồ sơ nước cũng được lắp đặt riêng biệt nha mọi người. Nước sạch thì sử dụng nước sạch Sông Đà, và điện lực thì sử dụng điện lực EVN Hà Đông. Mời mọi người theo em vào cái phần cụ thể tiếp theo, phòng bếp. Phòng bếp cũng được ốp cái tấm nhựa PVC mọi người nha, rất là đẹp và nổi bật mọi người ạ. Với cái không gian phòng bếp cũng khá là rộng. Toàn bộ tủ bếp đây được lắp đặt là thiết kế là tủ gỗ mọi người ạ. Đó, mặt bếp thì là ốp đá đen granite, và xung quanh bếp thì được ốp cái kính ốp bếp rồi, hoàn thiện gần như chỉn chu. Thực tế trên video như thế nào thì Ngọc Ánh quay review cho quý vị y như thế. Với cái căn này, phụ kiện bếp cũng được lắp đặt đầy đủ, chậu rửa, vòi rửa rồi nha quý vị. Đứng quan sát từ phía phòng bếp mà ra tới phía phòng khách thì rất là rộng. Cái diện tích tuy nhỏ nhưng mà chủ đầu tư thiết kế tối ưu cái công năng sử dụng cho quý vị. Tầng 1 ngoài ra còn một cái phòng vệ sinh, đầy đủ hệ thống bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa, hệ thống máy bơm nước, tổng lên trên 4 tầng sử dụng của ngôi nhà. Đó, cửa nhà vệ sinh thì là được thiết kế là cửa nhôm hệ. Mời mọi người theo em lên khám phá trên phía tầng 2, 3, 4 của ngôi nhà, xem ngôi nhà này thiết kế như thế nào nha. Với cái căn nhà này thì tầng 2, tầng 3 của ngôi nhà thiết kế mỗi tầng gồm 2 phòng ngủ. Mời quý vị theo em vào cái phía phòng ngủ đầu tiên. Ngay ở phía cầu thang lên là có căn phòng ngủ đầu tiên ở đây mọi người nha. Đây, vuông vắn, dễ dàng kê đồ. Cửa thông phòng thì thiết kế là cửa nhôm hệ. Ống chờ dây, chờ áp, chờ điều hòa đầy đủ. Phòng ngủ cũng được lắp đặt đầy đủ cái hệ thống trần thạch cao, hệ thống đèn LED chiếu sáng tiết kiệm điện. Đó, với căn nhà này xung quanh ngập tràn tiện ích, đi chỉ có khoảng tầm 2 phút xe máy là ra tới khu đô thị Phú Cường, và khoảng tầm 3 đến 4 phút là ra tới khu đô thị Thanh Hà quý vị ạ. Rất là gần, rất là tiện luôn ý. Tiếp theo, mời mọi người theo em vào cái phòng ngủ ở phía mặt ngoài.
Đây là cái phía căn phòng ngủ ở phía phần mặt ngoài của đây, của ngôi nhà đây. Rất là thông thoáng, hướng nhà là hướng Tây Bắc nha mọi người. Và có ban công mở hướng ra phía bên ngoài được nha quý vị. Rồi. Với căn nhà này có thể mở ra trực thực tế với cái phía bên ngoài này này. Có ban công, đấy. Ống chờ, dây chờ và áp chờ điều hòa đây. Hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng tiết kiệm điện. Với căn phòng này ngập tràn ánh sáng, rất là thoáng. Ngoài ra ở phía tầng 2 này thì có một phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh này thì đáp ứng đầy đủ công năng cho quý vị sử dụng. Bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa, đầy đủ những cái thiết bị phải sử dụng theo từng tầng nha mọi người. Với cái căn nhà này thiết kế lên trên phía tầng 2 là hai phòng ngủ rồi. Thì tầng 3 thiết kế như nào? Mời mọi người theo em lên trên phía tầng 3 của ngôi nhà nha. Với tầng 3 của ngôi nhà thì cũng được thiết kế tương tự như tầng 2, gồm hai phòng ngủ và một phòng vệ sinh. Toàn bộ hệ thống tay vịn cầu thang từ tầng 1 cho tới lên tầng 4 của ngôi nhà được thiết kế toàn bộ là gỗ lim Nam Phi. Mặt bậc cổ bậc cầu thang thì là được lát toàn bộ đá đen trắng nha mọi người. Mời mọi người theo em vào cái căn phòng ngủ ở phía trên tầng 3 này. Nó thiết kế tương tự như là tầng 2 thôi. Tuy nhiên với cái căn nhà này thì tổng phòng ngủ là 4 phòng ngủ riêng biệt nha mọi người. Đó, 4 phòng ngủ riêng biệt, đáp ứng cái công năng sử dụng cho quý vị vô cùng tiện ích. Giao thông này, đi lại thuận tiện này, về ở được ngay này, sổ hộ khẩu quận Hà Đông này. Nói chung quá ok mọi người ạ. Đây là cái căn phòng ngủ tiếp theo. Thiết kế thì tương tự nhau thôi. Đó. Có như thế nào thì Ngọc Ánh review kỹ cụ thể cho quý vị như vậy. Cho nên là mọi người đến xem nhà thì có sao thì nó y thế nha quý vị. Và đây là phần tầng 3 rồi. Vậy thì cái phần còn lại tầng 4 của ngôi nhà thiết kế như thế nào? Mời quý vị theo chân Ngọc Ánh lên phía tầng 4 của ngôi nhà để khám phá nốt cái tầng 4 thiết kế ra sao nha. Quý vị ơi, với cái tầng 4 của ngôi nhà thì chủ đầu tư thiết kế một cái phòng ở trên tầng 4 này rất là rộng nha mọi người. Bởi vì trên tầng 4 không lắp đặt thiết bị vệ sinh, bởi vậy cái tầng 4 này cái công năng sử dụng vô cùng là rộng. Ở đây, cái phòng 4 này thì chủ đầu tư thiết kế để cho quý khách hàng để làm phòng thờ mọi người nha. Bởi vì ở dưới đã có 4 phòng ngủ riêng rồi. Thì đây là cái căn phòng thờ của ngôi nhà. Đó, tất cả các phòng đều có cửa giả đầy đủ. Và phần còn lại đó chính là sân phơi. Và đây chính là phần sân phơi của ngôi nhà. Đi ra đây thì rất là thoáng mọi người ơi. Ở đây là hệ thống ống chờ để máy giặt mọi người ạ. Và ở cái tầng 4 này thì chủ đầu tư cũng đổ trần toàn bộ cái tầng 4 này nha mọi người. Đây quý vị có thể nhìn thấy, bởi vì một số cái video mà Ngọc Ánh quay ấy thì có chủ đầu tư là làm mái tôn, nhưng mà ở đây thì chủ đầu tư đổ luôn trần tầng 4. Đồng thời có một cái ô thoáng ở đây để chờ cái phía lên trên bồn nước mọi người ạ. Ở cái căn nhà này thì đã có bồn nước một khối ở trên phía trên và ở dưới nó có bể ngầm rồi nha. Vậy thì với cái căn nhà này, Ngọc Ánh xin nhắc lại địa chỉ là thuộc phường Phú Lương, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Mọi người muốn biết thêm thông tin chi tiết cụ thể hơn nữa về vị trí ngôi nhà này và xung quanh ở đây thì còn có những dự án khác nữa, mọi người có thể gọi cho em số điện thoại ở phía trên màn hình 0983013403 hoặc 0888041444 để em có thể tư vấn trực tiếp cho mọi người nha. Mọi người xem video thì đừng quên nhấn vào nút like để ủng hộ cho Ngọc Ánh và đăng ký kênh để có thể là những quý khách hàng đầu tiên cập nhật được những thông tin bất động sản tiếp theo từ Nhà Tốt nha. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.